Đẹp ơi là đẹp. Ôi lâu quá không ăn cái trái này em ơi. Cay nè. Chè miếng nè. Nó thơm, nó lai rồi, cái này nó lai nè mấy bạn thấy không? Cái thịt nó cái thịt nó giống miếng cầu kia. Giống miếng cầu sim vậy. Cầu sim với miếng cầu da. Xin chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã trở lại Lưu Linh TV nha. Bữa nay Lưu Linh dẫn mấy bạn đi kiếm trái chanh dây để mua về làm quậy nước uống. Rồi mình có mấy cái chỗ mấy cái chợ nhỏ nhỏ mà bán trái cây tươi vòng vòng ở xóm mình ở dưới Florida nè, để mình chạy vòng vòng mình kiếm sẵn mình quay cho mấy bạn xem mấy cái chỗ này. Bạn mốt mấy bạn mà có chạy vòng vòng đây á, mấy bạn biết chỗ đi mua không? Thôi giờ mấy bạn đi theo mình ha. Giờ Lưu Linh tới ngay cái chỗ hàng ta bán hàng bông chuối trái cây đồ. Đây cái bể nè em. À đã hả? À, có dừa nữa kìa. Đây em thấy chuối mễ không hả anh hả? Còn có dừa tươi nữa nè. Cái này như nó phải chuối hồng hết á. Giống quá. Cái trái nó bự bự. Có dừa nè. Dừa không biết đây người ta bán dừa bao nhiêu trái. Để nó có giá đó. Để anh hỏi, người ta. Ở đây mấy cái nó bán đầu tươi rồi ở đây cũng khá lắm á, tại vì gần cái xóm mình ở á, ta dựng mấy cái chòi nhỏ lên ta bán, nhưng mà có nhiều khi nên ta bán rẻ hơn trong chợ đúng không? Có mía luôn nha nha cả nhà, mía đây nè, mía đỏ nè, mía đỏ mía Việt Nam của mình nè, mía này á em xuất ra em ăn như được, còn mía này em ăn xuất rồi, yeah good stuff. What is this right here? You know? What do you do with it? Oh, you don't work here? Yo vengo comprendo. Oh, you come here to buy stuff. Đủ thứ loại trái cây, đồ hàng bông. Bơ. You work here? You work here? Can I ask you what is this right here? Khoai tây. Oh, is it edible? Dưa leo. Cái ớt này cay ngon lắm nè cả nhà. Ớt habanero. Củ su. Đây đầy đủ luôn đó cả nhà. Ở đây có chuối nha. Này giống chuối cao quá. Dưới đây người ta có bán dừa khô nữa cả nhà. Nếu mà mình có cần dừa khô để mà mình làm bánh hay nấu chè này kia nạo dừa ra đó. Đó ngon. Cái chuối này nó đỏ quét anh luôn. Chuối này chuối chi anh luôn? Anh cũng không biết nữa. Ngộ quá cái nhà cái chuối này nó. Ta cũng có bán thanh long rồi nữa nè em. Xoài nè. Xoài này nhập ở Ecuador vô nè. À bên Ecuador. Này xoài ta nhập vô. Nhưng mà bây giờ mấy cái xoài nhập vô ăn nó không có ngon. Tại cái nhiều khi mình mua mấy cái xoài nhập vô nó bị sượng á. Cái chuối này chuối đảo à hả? Dạ, đỏ quét à. Ngộ ha. Không biết chuối gì nữa. Anh cũng không biết luôn. Đây có đầy đủ luôn á cái nhà. Cantaloupe. Khóm. Có hả? Trái thanh long cũng đẹp quá chứ. Thanh long này cả nhà. Này trái nhỏ. Có bán đủ loại táo hết rồi. Cái này giống như là cái fast market nhỏ vậy á. Có bưởi cho nè. Bưởi nè, thấy không? $4 each. Một trái. Có 4 đồng à? Mỗi trái 4 đồng. 4 đồng trái à? Rẻ. Rẻ. Wow. Hey, can I ask you that banana over there, the red banana, what kind of banana are those? Yeah, it's kind of like. You cook it or you have to wait for the ripe? You know? I really have no idea, boss.
Man, you working? You don't know nothing about the fruits, man. Em. Em ở đây đã có đầy đủ luôn em. Có đầy đủ đồ hừng bông nè. Quá đã, ớt, đủ thứ loại ớt cái đằng đây. Cà chua. Bên này cái trái cactus nè anh. Nè, em lao qua đây coi người ta chuẩn bị, người ta trồng nè em thấy không? Người ta bán ớt khô. À, phía ngoài đó ca nhà. Người ta chuẩn bị trồng, không biết người ta trồng chi. Người ta trồng quế. Người ta trồng ba cái rau thơm. Người ta trồng mấy cái chuối đây, người ta trồng luôn để người ta bán nè. Có con gà đẳng gì cả nhà. Thôi giờ mình đi lại vô trong quay chút xíu đi coi có cái passion fruit không em. Nay chủ yếu là mình đi xuống đây mình đi kiếm dưới này có gà cả nhà ơi. Giống quê ha. À hả. Nè anh quá trời gà ở đây nè. Này giống đi về quê không? Này giống về quê rồi. Đã ha. Quá đã luôn. À, ta cũng trồng mía nữa kìa. Mía, rồi, chuối. Cây đậu nặng kìa, trái đậu. Đậu gà. Đó, mấy con gà chạy vòng vòng chơi. Cái nhớ quê á, giờ đây cái giờ quay được xíu được. Đậu đậu trái đã ha. Em không biết cái chuối này loại gì luôn á. Chuối này chuối bể không em? Chuối này tụi bể người ta nấu ta ở ngoài sau cái fruit stand của người ta cả nhà thấy không, y như Việt Nam nhé anh. Có cây bơ hả? Cây bơ với xoài y hình Việt Nam mình. Y như Việt Nam. Ở đây như nó không có cái passion fruit mà chứ chanh dây nó không có đâu. Bây giờ mình đi chạy lại cái chỗ khác mình kiếm mua chanh dây để em đi cái đường ngoài luôn nuôi. Bưởi với hai trái dừa. Có khô khốc cái nào không anh? Hả? Có. Anh mua trái này với lại hai trái dừa. I can just take it out, right? Yes, please. A bag if you have it, don't worry about it. Có trứng gà tươi nữa em. Nga có trứng gà nè. Để em đi qua. It's okay. It's okay. It's too big anyway. Thank you. Có mật ong đồ đầy đủ hết. Có đậu đen nữa nè anh. Có mấy cái rau cải nữa nè. Thôi để lựa rau đồ hàng bông. Hai trái dừa anh. Rồi anh lá quế này sao mình nó bự. Dạ. Ba đậu trái. Dừa hả? Đây bán ba đậu trái. Hai trái anh trả tiền rồi phải không? Mình chỉ lựa thôi phải không? Cái đó già lắm á luôn. Cái đó già hả? Dạ. Em cũng biết nữa hả? Nghe nhìn cái nè. Cái nó bự vậy nè. Đâu, trái nào? Trái đó thôi. Nhà ơi, Lưu Linh tới được cái vườn người ta bán trái chanh dây. Vườn lớn lắm nha cả nhà. Wow. Wow. Oh man. Dạ. Cái bông đẹp không em? Hola. Wow, cái bông chanh dây nè. Wow, so pretty. Look. Wow. But not ready. Quá trời luôn, có nhiều quá mà không có. Nhiều lắm nhưng mà nó chưa có tên, chưa what, có chín. What color? Red or purple or green? Yellow. 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 Amarillo, sí. Sí. Y algunos rojo. Oh, una rojo. Dos clases. Different. Yeah. Man. Wow. Wow.
Beautiful. Yes. Ta trồng trong chậu này không nè em? À. How old is the plant already? No. Es plaga. Poquito enfermo. Hỏi mấy tuổi em? ¿Cuántos años de plan? Cinco. Oh, okay. Yes. Right? Yeah. Cây này 5 năm, già 5 năm. Man, beautiful. Yeah. Yeah, los flores muy sí. lindo. Sí. So, nothing ready, huh? Nada. No, ahora nada. Oh, man. Chào em. Yo creo. Come in. Oh, okay. Bây giờ ông nghe em đây nè. Okay. Bữa nay mình đi xuống mình đi kiếm mình mua về mình quậy nước uống mà nó chưa có chín. Chưa có chín cái nhà, bởi vì ông chỉ cho mình đi xem vườn thôi. Dạ, ông chăm sóc vườn. Ông chăm sóc vườn người xì. Ông cho coi trái chín. Nè, nó chín ở đây nhà nè em. Khi nó chín nó màu vàng. Cái này là cái loại vàng. Loại vàng có loại đỏ nữa. Có loại đỏ. Đã không? Yeah. Muchas gracias. Cái này màu vàng chắc thơm lắm anh luôn ha. Nè. Ổng cho mình hai trái dễ thương ghê á. Cái màu vàng khác cái màu đỏ ha. Đó, cái này về mình lấy nước nè, mình cắt ra. Cái hộp nè. Thơm lắm luôn. Thơm không? Ngọt không? Chắc chưa chín tới ha. Không có. Cái này biết sao không? Có mua ớt rất là năng hết sợi luôn. Nhưng mà này nó chua chua. Nếu mà mình muốn ngọt thì mình bỏ đường vô vậy thôi. Mang cái vườn này quá trời lớn luôn á. Cái vườn đẹp dễ sợ luôn á. Trái nó nè, em thấy không? Trái nó bự rồi nhưng mà nó chưa có chín. Để Mỹ Linh quay vòng cho cả nhà xem. Cho các bạn xem cái vườn đẹp dữ lắm luôn nhưng mà trái chưa chín còn xanh uổng quá. Không mua được. Thôi bây giờ mình đi lại cái địa điểm khác đi. Cái vườn sạch lắm luôn á. Cái này 5 mẫu á. 5 mẫu trên dây á, ta trồng 5 mẫu trên dây không á. Thấy mê luôn á. Cái bông đẹp quá trời luôn á anh. Đây tới đó là cũng 5 mẫu rồi, còn bút ở dưới kia nữa, chắc còn 10 mẫu nữa. Đã quá. Để thôi, bây giờ mình đi địa điểm khác. mình chạy vòng vòng đây, hồi mình kiếm cũng được nhiều bạn mình mua. Hôm nay là chủ yếu là Lưu Linh xuống đây quay cho mấy bạn xem cái vườn của trên dây này, với lại mình đi kiếm trên dây về mình quậy nước mình uống. Mà trời đang chuyển mưa nữa, không dái chứ đừng có mưa. Cái bông đẹp quá ha. Cái bông quá đẹp luôn. Ở đây người ta trồng mấy cái này á, người ta trồng trong chậu không vậy á, mấy bạn thấy không? Mà không, thấy tốt dễ sợ người luôn. Ta không có bỏ đi đất. Bỏ trong chậu vậy không à, nó tốt. 5 năm ở cái cây 5 năm rồi đó. Ta thấy cái chậu có chứ không? Đó, chỉ có vậy thôi đó. Trồng cái này giống như bao lại ngoài cũng không phải là cái chậu luôn á anh ha. Thì giống như cái chậu nói vậy thôi không. Nhưng mà cái bông nó đẹp quá trời em luôn. Quá đẹp. Ra nó mọc ra quá trời đẹp phải không? Đây nè. Wow. Đẹp ơi là đẹp. Đó. Tiếc quá không có trái chín cả nhà ơi. Thôi, bây giờ mình đi chỗ khác đi em ơi. Chỗ khác mình kiếm mình mua về ngoài. Cái nước. Anh giúp vườn cho mình hai trái. Cái này đắt quá lên để Lưu Linh đi. Giờ Lưu Linh ghé thêm cái chỗ fruit stand nho nhỏ. Cái bên đường nè, giờ ở mình chạy đường. Đây mình coi nó có chanh dây không? Ở bên đường ta đang trồng bắp bên đó em. Nguyên một vườn đậu bắp bự luôn cả nhà. Bây giờ Lưu Linh đi vô. Cái này hay đó, mình chạy vòng vòng. Ở đây nó có bán chú tứ của mình á. Chú xiêm chứ. Ở bên đây là có trồng trọt mấy trái cây ma mê. Xoài đồ ta cũng có nè, mít cũng có nữa. Bạn người ta đem ra ta bán tới mùa đó. Có cây me ở ngoài sau nữa phải không anh Lu? Cây
nguyên cây me bự luôn. Ở đây nhỏ nhưng mà gọn sạch sẽ lắm cả nhà. Người ta cũng có bán mấy cây kiển, mấy cây bơ giống, cây giống như là mít xoài nè. Xoài bơ. Ủa cây này cây chi vậy anh Lưu? Question, do you have any oh here you go passion fruit. Yeah, but somebody have left. How much a pound? $4 a pound. Well, pound. Nè, có mấy trái này em. À, còn có nhiều đây thôi. Cái này bán chạy quá. À, thường thường á mấy bạn biết á, mình muốn biết mà mua mấy cái trái passion fruit nào mà nó ngon á. Đừng có kiếm mấy cái trái đẹp mà mua nha mấy bạn. Mấy bạn mua mấy trái xấu như vậy nè. Là nó chín à? À, nó chín lại á, là nó gom lại nó ngọt hơn là mấy cái trái mà nó đẹp. Mấy trái đẹp mà nó còn giống mình còn sống á. Lúc mà nó chín rồi đó nhìn nè, nó lại nè. Vậy đi. Các bạn thấy không? Là bữa nay cái Lưu Linh cũng kiếm được ra mấy trái rồi. Để coi căng cái mấy trái này ra nhiêu á. Mình mua xong cái về cái mình quay nước mình uống nha. Để mình đi vòng vòng coi có ở đây nè, này có măng cầu không? Này có thanh long màu vàng nữa nha. Ồ, lấy của ma nè. Thanh long màu vàng. Ừ. Do you have the tree in the back? No, I don't have it here. We do have the trees. That's egg fruit. Yes, egg fruit. Đây lấy của ma nó chín nè. How much a pound? Can you weigh this up for me? I want to eat this one. $4. Cũng 4 đồng cao luôn. Để ôi lâu quá không ăn cái trái này em ơi. Cây nè. Cho em miếng nè. Wow. Ừ, nó thơm. Ừ, thơm. Ăn nha. Y trứng gà chín hoặc trồng đỏ cũng như thank you. Thank you. Trồng đỏ hoặc gà. Wow, lâu quá không ăn cái này không? Cũng ngọt cũng được ha. Very good. Cái chỗ này bán cây có lý hơn cái chỗ nãy ha. Dễ thương. Sạch sẽ. Oh, there's the banana. The red banana. Do you know the name of the red banana? We just call it red Indian banana. Is it eat them ripe or they cook them? No, you just eat it like that. Cái chuối đỏ này chị đó, chị nói là chị kêu chuối Ấn Độ. Ấn Độ rồi hả? Cái đường ngon quá ha. Quá ngon. Lâu quá không ăn không? Ăn đại quá không? Thơm. Có miếng cầu gai. Em không hết chừng không? Đây nó bán 8 đồng phải không? Bây giờ, this now the season too, right? Not really. Đúng. Mã cầu sim của mình nè. Nhớ cái gì vậy? No. Em coi mã cầu là nó. Ó này mã cầu lai. Mã cầu lai nè hả? Nó lai giống mình là mã cầu sim với là mã cầu dài nó lai. Giống trái bình bát hả anh hả? Không, bình bát nó phải giống vậy. Yeah. What is the name? I know, right? Atamoya. Because I've known the different ones. This one has more meat and less meat. And you have a ripe one? This that one? One's right. Okay. There's okay. More there. On the way? Yeah, please. Anh mua một trái nè. Cho em để cái hộp vô. Do you want another napkin? Yes, please. Ồ, tới chỗ này nó nhỏ nhỏ mà nó có mấy cái trái này ngon quá ha. Thank you. Rồi nè, có mấy trái mame cho nè em. Cái trái mãng cầu này á mấy bạn biết á, nó thịt nhiều hơn, hột nó ít. Nó khác mãng cầu dai với mình hả? À hả. Nó lai rồi, cái này nó lai nè mấy bạn thấy không? Cái thịt nó ô, cái thịt nó giống mãng cầu kia. Giống mãng cầu sim vậy. Cầu sim với mãng cầu dai. Ngon luôn. Ngon à. Ngon lắm em. Ôi nó ngọt ngay à. Ồ mẹ nó ngang ngửa cái nó dài. Cái trái. Để anh cho em ăn. Em mới biết. Khỏi lắm tại Mỹ Linh còn ăn này cả nhà, để em thử coi. Ôi nó nè.
để cho anh quay cho mà. Đó. Làm sao nó ngon sao? Ngon quá trời luôn á. Ngon không? Nó ngọt. Nó ngọt mà nó dai như là măng câu dai của mình vậy đó. Mà thơm nữa cái nhà. Ồ oh, đã ta. Ăn khá. Wow. Quá ngon luôn. Thôi cho anh ăn lại đi, đừng có ăn hết. Để làm chờ anh luôn miếng. Em đừng ham ăn quá, để cho anh với. Wow, quá ngon. Ngon quá hả? Chắc anh kiếm cây này về anh trồng quá. Mình lấy hột được hả? Được chứ, được. Để không cái này để chiếc nhánh á, em cái chiếc nhánh á nó có trái nhanh hơn. Mình tưởng nó cái giống cái măng cầu. Cái này mình tưởng nó bở, nó ngon ha, nó dai ngon quá trời luôn á. Cái này giống như món của sim mình dai lai măng cầu dai của mình vậy á. Với cái thịt đó cái nhà nó dài dày lắm. Nhà anh lưu ăn hết miếng đó đi luôn. Ngon đặc thiệt luôn á. Đặc biệt là hột ít nhưng mà thịt nó nhiều. Nãy chị nói nhiêu sao? Cũng 4 đồng không? 4 đồng á? Cái bản cầu sim á 8 đồng. Mới 8 đồng. Man, it's really good. Yeah, it's really good. Okay. And you say what, it's $4 in the bathroom? No, it's $8 in the bathroom. Oh, the same thing? The same. Right in the bathroom is there, but the thing is they split in the bathroom. Wow. Đó cũng 8 đồng thao luôn. Mà nó ngon. Nó thơm dễ sợ luôn á. How do you know when they're ready to be picked like this? When they're ready to be picked, as long as they start looking smooth like that. Okay. Cool. Vậy cái trái này là I haven't seen this in a long, long time. Yeah? Yeah. I think they're better than the sugar. I used to they work taste at, better. You know Robert is here? Yeah. I used to work for Robert. Cái trái này ngọt lắm, nó không có nứt dai giống như là mẫn cầu dai mà khi mà nó chín á. Lâu chỉ nói nguyên cái trái, cái vỏ nó láng nha cả nhà. Cái loại mẫn cầu khác. Bây giờ mình đi kiếm được có nhiêu đây chắc mình phải chịu thôi. Tại giờ Lưu Linh cũng không muốn chạy một vòng nữa. Giờ có nhiều mua nhiều. Mua chanh dây. Về làm nước uống. Gần 2 pound luôn. Hả? Cũng 8 đồng. This with the other fruits is going to be 11. Okay, okay, thank you. No problem. 11 đồng em à? 11 đồng. You take cash, right? Yep. Oh, you take card, yeah, here. Quá đã, cũng kiếm được chanh dây rồi, cuối cùng cũng kiếm được. And the banana is what, $1 a pound? Yeah. Đây đủ gì quậy nước uống em. Dư sức luôn á. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Can I take a walk around the farm? Just, no, just right there. We'll just show you right there. Thank you. Cái nải chuối này dễ thương quá anh luôn. Chuối sim của mình á. Chuối sim bởi vì nó đẹp dễ sợ. Ở trên đây cũng nè, thấy mấy quài chuối không? Trời ơi. Nhìn hoài dễ thương. Đây, xin đen em. Cái hoài này 32 đồng á. 32 đồng hoài. Quá rẻ. Mẹ đã rẻ luôn á. Dễ thương á rồi bà chuối. Cái hoài nhỏ trên nữa kìa, hoài đó có 12 đồng mà. Ừ. Yeah, 12 đồng. Cái này 41 đồng nè. 34 đồng. Đã ha. Ở đây có cây măng cầu sim nè em. Đây ta bán nè. Luôn. Nè, ô. Có bán. Oh, okay, noni fruit tree. Uh-huh. Là phải cái trái đó nãy không? Nãy em hỏi anh cái đó không biết lá gì. Không phải. Có bán cây ổi, cây xoài, cây mít cho mình. Ổi 20 đồng cây. Cây nhãi. Còn cái này 30 đồng nè, cây cây nhãn thì 20. Cây măng cầu xin thì 35 đồng. Ở đây cũng bán cây giống luôn cả nhà nhưng mà ít hàng. Farm này farm. Này cái ấy nhỏ em. Leo que mấy cây. Thấy không? Đây mấy cây giống người ta còn rất nhiều kìa. Ờ xoài, người ta có bán cây xoài đâu nữa. Đó, là bữa nay Lưu Linh dẫn mấy bạn đi
đi mua mấy trái chanh dây. Bây giờ là cái mùa của chanh dây nhưng mà nó chưa có chín. Mấy bạn thấy không, mình đi hai ba chỗ nhưng mà được có mấy trái, được mua có mấy trái à. Mùa của nó bắt đầu bây giờ cho tới mùa đông của mình luôn, tới tháng 12 luôn á mấy bạn. Mà bây giờ thì nó mới vô thôi nhưng mà nó cũng gần chín rồi, chắc là lưu nghỉ tháng sau rồi nó chín hết rồi. Nếu mà có dịp á, Lưu Linh sẽ đi quay nguyên cái vườn chanh dây nha cả nhà, để cho cả nhà mình xem. Yeah. Bữa nay thì tại vì cũng chưa bữa có chín. Nay chỉ quay sơ sơ thôi. Tại vì mình thèm nước chanh dây nè, mình đi mua về mình quậy mình uống thôi, mình sẵn đây quay cái video cho mấy bạn xem. Mấy cái chỗ bán trái cây nhỏ nhỏ bên lề đường á. Ở đường Crum Avenue. Nhưng mà được lắm á, mấy chỗ này bán đầu được lắm. Đó. Bây giờ Lưu Linh chỉ tạm ngừng cái video này đi ha. Mình hẹn mấy bạn lại cái video sau đi. Bữa nào dẫn mấy bạn đi xem cái vườn chanh dây. À, Lưu Linh xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà mình một ngày vui vẻ. Nhớ cho Lưu Linh cái thumb up với subscribe ủng hộ cho Lưu Linh để có những video tiếp theo. Yeah, xin chào. Bye mấy bạn ha. Bye.